sản lượng bán hàng thép xây dựng cao nhất 9 tháng. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, sản lượng bán hàng thép xây dựng đạt 958.560 tấn vào tháng 9 năm 2023, tăng 9% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức sản lượng thép xây dựng bán hàng trong tháng được ghi nhận cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Nguyên nhân theo Hiệp hội Thép Việt Nam, một phần nhờ các dự án giao thông như cao tốc Bắc Nam, các dự án sân bay mới được triển khai, đẩy nhanh tiến độ và một số dự án khác. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường với các mặt hàng thép nói chung vẫn yếu, chưa được cải thiện nhiều. Mới đây, Hòa Phát cho biết đã ghi nhận sản lượng bán hàng thép xây dựng tháng 9 năm 2023 cao nhất kể từ đầu năm. Cụ thể, bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn cắn nóng, phôi thép đạt 596.000 tấn, tăng 7% so với tháng trước riêng thép xây dựng đóng góp 352.000 tấn, cao nhất kể từ đầu năm và tăng 15% so với tháng 8. Tương tự, toàn hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam cũng đạt sản lượng bán hàng cao nhất từ đầu năm trong tháng 9. Trên 268.000 tấn thép của hệ thống này đã được tiêu thụ, tăng 8% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Theo một số nhà bán lẻ, giá thép đứng yên là một trong những yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu tiêu thụ. Sau gần 18 lần giảm liên tiếp từ tháng 4, giá thép đã có hơn một tháng bất động kể từ đầu tháng 9. Thép CB 240 được hòa phát niêm yết tại thị trường miền Bắc với giá là 13,43 triệu đồng một tấn; thép D10 CB 300 là 13,74 triệu đồng một tấn. Đây là mức giá thấp nhất kể từ năm 2020.